Vâng, thưa quý vị, và ngay từ giờ chúng ta hãy đến với thêm nhiều vòng loại mới cho cái nắng nó thương nam. Vòng loại mới sẽ là tặng phẩm mới quý vị 30.000 đồng. Chúng ta sẽ đoạt giải được một chiếc nhẫn 5 phân vàng trị giá tương đương 2.600.000 đồng. Và để phục vụ cho vòng loại này thì cô chú anh chị mình chỉ cần ngồi một chỗ và giơ thẳng cái ngón tay mình lên, sẽ có anh chị em của cái nắng nó thương nam tới tận nơi tặng chỗ mà phục vụ cho tổng thể quý vị mình 30.000 đồng cho một tấm lá vé nha quý vị nha. Đêm nay sẽ là một đêm rất là đặc biệt, chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với ngôi sao ca nhạc ca sĩ Lâm Chấn Huy sẽ phục vụ cho mình hài lòng trong ca nhạc tối đêm nay. Có anh ngồi cái đó, anh ở đó ngồi rồi. Dạ bây giờ chắc Phụng một phút để Phụng thông báo cho quý vị và những quý khách vui chơi tới The Container. Và điều kiện thứ nhất, quý vị tự giữ hương trang và tư trang của mình, không đi hoặc là dẫm lên cỏ hoặc là ngồi lên cỏ. Cái bàn màu vàng phía trước sân khấu là bàn ghế tập trung, quý khách không tự ý di chuyển nha quý khách. Và ở The Container phục vụ quý khách World Cup không trùng giờ của anh hát lô tô hương nam của chúng em. Và tối nay và chủ nhật lúc 23 giờ sẽ phục vụ trận đấu đầu tiên của World Cup tại The Container. Và mong quý vị theo thể lệ của chúng em. Rồi, dạ, ai còn vẽ lên trên copy bán cho anh này nè, copy anh băng hỏi lý copy đó, dễ thương đó. Trời đẹp trai luôn, xuất sắc rồi, đánh cho đi anh Hữu ơi. Lên là chờ anh fan club luôn đi. Từ ngày giá gái cái vợ bỏ luôn cái fan club, xóa luôn cái fan club, tội nghiệp ghê. Xóa thì giờ ta làm lại, bây giờ rồi, chắc yêu lại rồi đó. Yêu lại rồi má. Rồi. Kính thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì vòng loại này cho em mời một khán giả thân yêu lên hỗ trợ em quay số để tìm ra vị chủ nhân cho chiếc nhẫn 5 phân vàng. Ai mà lên hỗ trợ em quay số em tặng một chú có vòng quý vị. Dạ ai? Ai đâu? Dạ dòng này 30 ngàn nha quý vị, tặng phẩm là 5 phân vàng. Ok em mời chị. Một bao lịch sự trị giá 2.600.000 đồng nha quý vị. Dạ em mời khán giả ở xa xa đi quý vị để tạo lòng tin. Ví dụ như khán giả trên lầu, hoặc là khán giả khu chợ tình, hoặc là khán giả ở Chánh Nghĩa đó quý vị. Cho nó chợ phạt, từ đây ra tới chợ tình xa cái mặt của nội. Ai? Bên này đưa tay lên nhiều nè. Mời rồi, cô Năm ơi, đây một chị gái rất là dễ thương nha. Tí xíu đó dòng sai mời anh nha. Dòng sai mời lên đá cho con họng em. Dạ. Xúc hai cái luôn. Rồi, trời lên đây chị gái ơi. Đó, rất là dễ thương. Dạ. Ngay từ bây giờ, quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau tập trung này sáng. Chuẩn bị. Yeah, so. Số gì đây? Người vừa tặng ta sẽ say
người thật thế bây giờ trắng tay. 22 22 22 22 22 22 22 mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây với anh. Em mãi là người tình mà trăm năm còn số năm, 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 còn mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây. Cô là nhớ cả xó nhưng anh quên đi quên bao năm thu vì đau phá tạc là xong càng cân nắng biết tình cô nàng đến làm sao chút hai người qua là ông ơi là thông chàng dám mơ tình ai đi trăng nên kiếm tình cảm gái qua thì ai là con số hai 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 ôi những con người không biết hạnh phúc là gì con số hai con số hai con là đau khổ đúng không người chồng thứ nhất phòng loại 937 và 937 đúng chồng loại số giờ điểm kêu ra 58 này bé la 58 vừa kêu ra và có 1 12 12 và có 2 22 22 và có 3 và 40 và 40 đủ 4 con hợp lệ dạ, ok thì cứ vô nha dạ rồi chúng ta tiếp theo chồng loại 203 203 và đúng chồng loại có số giờ điểm kêu qua 58 58 vừa kêu có 1 40 40 có 2 22 có 3 12 và hợp lệ chủ nhân thứ ba chị này chỉ kinh trước con số đó một con quý vị còn loại 203 203 và đúng chồng loại số 6 số 6 vừa kêu và có 1 22 22 và có 2 37 37 và có 3 và 52 52 và đủ hợp lệ dạ rồi tờ lá phép của anh trai cũng giống như chị gái là kinh trước một con luôn dòng loại 937 937 và đúng chồng loại 52 52 vừa kêu và có 1 37 37 có 2 22 22 có 3 số 6 và số 6 đủ 4 con dạ rồi như vậy vòng loại này có 4 anh chị đọc giải bên dưới còn cô chú anh chị nào mình kinh mà mình đăng cũng quên luôn quý vị mình hãy tỉnh lại đi quý vị mình đánh răng mình lên mình nhận giải quý vị nha còn nếu như không mình đăng cho em ghi nhận và trao tặng phẩm dành cho 4 anh chị dạ rồi vòng này 4 anh chị mình trúng thì bây giờ mình sẽ quay số mình lựa ra người lớn nhất mình nhận chọn mình giải thưởng hay là mình chia đều ạ à chia đều và mời bố mẹ dạ xin được chúc mừng bố anh chị dạ rồi trên đây là một trường hợp rất là dễ xảy ra nha quý vị đó chính là
có hai anh chị, hai anh chị này kinh con số trước đó quý vị. Lô tô là như vậy đó quý vị, nhiều khi con này chưa kinh nhưng con sau kinh trùng rất nhiều người, nên là hy vọng cô chú anh chị nào mình vừa kinh đó quý vị, mình giơ tay lên mình quẩy nhiệt tình lên, quẩy khi nào mà tụi em thấy thì thôi quý vị, để cho em dừng nhàn lại. Tránh trường hợp là hai anh chị này, anh chị kinh trước nhưng mà anh chị mình bị chậm một xíu nên là phải kinh trùng bốn người nha quý vị. Xin được cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và bây giờ trong lời này, tấm vé trên tay vẫn là 30.000 đồng, mời quý vị ủng hộ cho chúng em và không để sân khấu vắng lặng. Và để trở về chương trình ca nhạc, mời quý vị nghe qua tiếng hát của Nam Thanh Lịch, Nguyễn Bin. Vô và cũng để lót lên cho phòng loại chi tiết thì Nguyễn Bin xin gửi đến tất cả quý vị quan khách này có mặt ở đây một phút từ đây là nhất quỷ nhị ma. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Rồi và hiện tại tất cả các người chúng em cũng đang đảo bước phục vụ quý vị nha. Phòng loại này phòng loại mệnh giá là 30.000 đồng quý vị ơi. Quý vị thương tình ủng hộ cho tất cả người chúng em luôn. Phòng loại mệnh giá 30.000 đồng quý vị ha. À, rồi à, lý do cũng là trục chặt nhạc chút xíu vậy ơi. Xong chưa? Rồi. Bây giờ hát được chưa? Cũng chưa hát được luôn. Chưa hát được luôn hả? Thôi rồi. Bây giờ là sổ số luôn anh. Trời ơi, đúng là những quỷ gì ma thì ma quỷ sao không hề hát không được. Trời ơi. Rồi, ok các thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì chúng ta hãy tham gia tham dự cho vòng loại này. À, vòng loại sau 30.000 đồng và chúng ta sẽ mở thưởng luôn nha quý vị nha. Hồi nãy em mời một vị khán giả trong đây ấy rồi, bây giờ em mời ngoài những nhà này một xíu đâu đó luôn rồi, yên đi. Mình lên đây bể với đây á. Dạ, cho mở ngoài đi quý vị. Rồi dạ, cho em mời một vị khán giả lên quay số hỗ trợ để tìm ra vị chủ nhân, cho em mời xa xa đi quý vị. Em mời xa xa đi, em mời hồi nãy là chị gái của chị, mời anh trai đi. Anh trai nha, phải là con trai nha, đừng có bê đê. Rồi, em mời bên đây đi nha. Ok, áo đen đội nón đi. Ừ, áo đen trơn cũng được. Trong bốn anh đó, bốn anh là đại diện một anh nào lên cũng được. Rồi, trời ơi, ngọt nước quá cha ơi. Wow, lên đây. Đường này nè anh ơi, đúng. Ủa này có lên không ông nội? Nó chạy mất tiêu, nó thấy em. Ở đâu rồi, có lên không? Sợ cái gì. Đi dọc đường này nè. Trời ơi, bởi vì nó nghe này ra đây cho nó nghe này đó. Mình nó mới muốn mình bớt đội nón mất đêm lại nha. Mình đội nón cái thông minh mình nó bị mất á. Mình ngồi đó mình đi đường này lên được rồi. Mình đi vòng cây chiếc mai vậy. Anh chiếc mai. Anh kèm bánh mì đúng không? Ok anh, qua đây đi. Bánh mì mình qua phải không? Nghe quá, qua đây đi mình hả? Quay số đây tung tăng lên nha. Mình trai dễ sợ vậy đó. Sĩ Thanh nó phán cái này đó. Rồi, đây nè, lên nè đi. Rồi, quay số anh quay đều tay lên nha. Ở nhà mình có thường quay tay không anh? Ê, quên. Quay đồng, ở nhà mình có thường quay đồng cầu không? Ừ. Dạ. Vâng, lỗi này cũng để chứ biết giờ là đâu. Xin mời vì tập trung này sẽ chuẩn bị giờ số 3 nha. Lắng lặng cái bà nghe, lắng lặng
con lắm. Chốn chốn. Ừ, dữ như má. Hai bà nội chị từ từ thôi. Kẹt chốn. Cái nữa anh. Ôi. Nè, bây giờ là bà mới trưởng, phải xong mấy đâu, bây giờ tới bà trưởng lại. Trưởng lại. Hai, ba, trưởng lại. Trưởng lại. Tôi lòi ngay rồi. Ê, thiệt quá ha, nhìn té thiệt chứ. Trưởng lại là một, hai, ba. Bị khùng quý vị, mình đang đến với hai con bóng vô tri nha quý vị. Giờ số tiếp quý vị ơi. Số 41, quý vị không có con số 1 quý vị nha. Không, anh này nói là anh kinh số 20. Dân à, chị nhân nào bên dưới kiểm tra chị tao nó bé giùm em con số 41 là con số đọc giải nha quý vị, không có số 1 mà. Dạ rồi quý vị, 41, anh trai này anh kinh con số trước đâu quý vị. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra, quý vị mình khoan vội bỏ lá vé quý vị mình nha. Rồi mời chị nhân vào số. Dạ rồi, tờ lá vé của anh trai chọn loại 028. Dạ 028, dạ đúng chọn loại. Anh ơi mời ra đây nè. Sợ thú gì mà. Anh ra đây nè anh. 20. 20 vừa kêu ra và có 1. 19. 19 và có 2. 48. 48 và có 3. 50. 50 và đủ 4 con. Dạ rồi, 20, 48, 50 và 19. Dạ rồi, tờ lá vé của anh trai chắc sẽ để đây quý vị nha. Ai không tin tưởng mình sẽ kiểm tra giùm em quý vị. Bên dưới còn ai mình kênh nữa không quý vị? Dạ quý vị ơi, ngày hôm nay lý do là video chuẩn bị đi mổ hộp cườm nha quý vị. Nên là... Trời ơi. Rồi quý vị mình nói như vậy, vào lần này chỉ có một bài anh đọc giải thôi. Em xin được chúc mừng anh. Trời ơi. Ủa tặng tặng rồi mà nói. Tặng ông xã tôi nè. Ai? Trời ơi, tự nhiên nãy giờ ông đứng hoài luôn. Tặng ông thầy Quỳnh qua. Không anh không? Anh đứng nãy giờ. Thế là anh nói bây giờ có Quỳnh anh kinh thôi. Thì bây giờ anh muốn quay số hay là mình chia đều? Còn không có anh lấy hô Tiểu Phi. Thôi mày lấy em. Đúng rồi. Anh lấy ông đó đi. Anh có bầu rồi hả? Anh có bầu rồi hả? Sao anh phản bội em? Nói chơi chứ bây giờ. Điều biến lên nha. Có một mình anh thôi. Thì xin chào trước mừng anh sẽ nhận chọn ngày tặng bảo. Em xin chào em lấy tặng phẩm như gì? Đó là chúc mừng anh. Trời ơi. Hai bây giờ trong lại này có nhập lại hữu nghị 30.000 đồng trên tay Phi ơi. Dạ. Em thông báo cho mấy em, mấy anh, mấy chị trên sân khấu kêu số dọn dòm gõ con banh giùm chị. Mấy la ơi, em chuẩn bị rồi. Em chuẩn bị một cái keo con dâu 502 rồi. Một chút xíu nữa bán vé xong đi vô chị nhỏ cho mỗi em 2 giọt. Nhắm con mắt lại luôn đi, trời đất ơi. Mà bà có trời quá trời đi. Người ta có số 141 chứ có số 141 gì. Mày chỉ có quả quán cho bà cố nội. Dạ, kính thưa quý vị, cái đó là một cái nhân cách khác mà thôi, nó lên tiếng thôi quý vị. Chứ thật ra em rất là hiền. Quý vị, nếu tôi mong một chú anh chị mình ai trả vé, mình sẽ nhích kì ngón tay. Ngay bây giờ thì em sẽ tiến xuống dưới để phục vụ một chú anh chị mình những tờ lá vé. Và không đến sân khấu lắm đâu. Mời cô chú anh chị mình sân khấu cùng đến với tiếng hát của người đẹp 502 Minh Trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về là trường xưa với bao cái gì lâu quá rồi không có về lại ngôi trường này cho nên mình còn bị bỡ ngỡ thôi. Má không bỡ ngỡ, ngày xưa má đi học âm nhạc má toàn hai một điểm không, má nói gì trời ơi không có học tiếp nào luôn á thiệt á. Không tiếc học luôn thì Bi còn nhớ nó học môn ngữ văn không, môn tiếng Việt không, trời ơi đề bài mà cô quánh quá trời luôn. Bữa nay là ngày của thầy cô nên là cảm ơn thầy cô, tri ân thầy cô, nhưng mà có tội thì phải xử. Không có mà nó phải sớm giờ cũng nói ai vậy, nói nó đó. Đúng rồi, nó nói cưng kìa. Còn bà nữa, bà trốn tiết địa, bà ra ngoài bán bánh tráng trộn với chị Thi. Chị đi ra ngoài chị dạy môn tuổi dậy thì 16. Trời ơi, cái gì mà kỳ cục với bà nội. Đâu quý vị mình ơi, vừa rồi là một ca khúc rất là dễ thương nha. Ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam, xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả, những người thầy, người cô đã và đang công tác giảng dạy một ngày 20 tháng 11 thật là đặc biệt, một ngày thật là ý nghĩa, và chúc thầy cô sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường trong người quý vị. Vâng, và cũng không quên và cảm ơn thầy Trần Long Viện quý vị. Và đây là thầy giáo dạy kỹ năng sống nha quý vị. Đây là hoa hậu Hồ Tiểu Di nha quý vị. Đây. Dạ. Không phải em đâu chị, em là hoa hậu thôi. Nhưng ngày hôm nay thì em xin được cảm ơn ba mẹ, đặc biệt là thầy cô đã mời đẹp. Mời đó. Hai nội thì ta đang cảm ơn rồi. Sao ơi, 10 điểm cái gì? Cảm ơn chứ đâu làm gì hay ho đâu mà 10 điểm gì vậy? 10 điểm cái gì? Có phải chỉ 9 điểm rồi em. Chị nói nghe nè, cứ đang nói tự nhiên Trang đi tới. Chị chủ thì chị tưởng có chiếc xuồng ba lá nó có hai cái xào chèo tới không? Giờ nó dài dữ trời. Thưa quý vị, đây cũng là một thầy giáo năm xưa dạy sinh học của em quý vị nha, đó là thầy Mai Quang Sang. Năm xưa thầy dạy em, dạy và đào tạo em, bây giờ em thành BD quý vị nha. Dạ, cho nên là em nhớ ơn thầy. Thật quý vị, hồi đó em học cũng ok lắm quý vị. Nhưng mà tại vì cái máu em là PD sẵn trong người, cho nên em học tới lớp 11 là em nghỉ rồi, lên 12 là em nghỉ rồi, chứ không có làm thầy cô gì dạy gì chơi, đừng có tầm bài. Em nhớ lộn thầy em ở dưới quê rồi. Rồi, quý vị, và khép lại những lời chúc tốt đẹp dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Thì bây giờ chúng ta đến với chương trình sổ số của Hát Đối Tư Hương Nam. Thì hồi nãy em đã mời ở ngoài rồi, bây giờ em mời ở trong đi. Hồi nãy mình ra ngoài rồi, bây giờ mình ra trong nha quý vị. Dạ. Đấy là đã mời ở ngoài, bây giờ mình đã cho. Rồi xin mời đi. Rồi cho em mời ai? Ai quý vị, ai đang hỗ trợ em quay số xa xa gần gần chỗ nào cũng được. Dạ bây giờ mời sao một xíu, mời anh nha, xíu mời. Rồi cái anh kia anh đi đâu rồi? Thôi bây giờ em mời anh áo đen này đi. Phải anh không ta? Trời ơi có chữ anh gì, anh chứ mời anh. Phải không? Dạ anh. Trời ơi nhìn xa xa là giống phải anh. Phải anh không vậy? Cộng tươi. Đẹp trai nha. Trời ngọt nước nha. Trời ơi má ơi, chết mẹ rồi bê đê luôn. Chân mày tém sắc lẻm kìa. Trời ơi là trời. Rồi xin được cảm ơn anh Trang và chúng em đã mời được một vị khán giả. Bên dưới của chú anh chị mình đang trên comment chứ ngừng ngón tay. Còn có bé rồi mà cô chú anh chị mình bắt đầu do số. Let's go lucky night. Mười chín, 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 mười ch
một trái chuối làm quà lưu niệm đó. Rồi xin mời quý vị khán giả đọc độc giải con số vừa mới kêu qua là con số 46 lên bên trên để chúng em trao tặng phẩm ra ngoài luôn nha. Dạ rồi xin được chào chị gái. Dạ xin được chào số 432. Dạ 432 đúng chồng loài. Số độc giải là con số 49. 49 điều kêu ra là có 1. 54. 54 có 2. 20. 20 có 3. 12. 12 hợp lệ đủ 4 con. Rồi vị trí nhân đồng thứ 2 dòng loại 550. 550 và đúng dòng loại. 54 dự điểm kia qua. 54 dự điểm kia qua và có 1. 46. 46 có 2. 20. 20 có 3. 12. 12 và đủ 4 con. Vị trí nhân thứ 3 vòng loại 432. 432 và đúng dòng loại. 46. 46 dự kêu và có 1. 12. 12 và có 2. 20. 20 và có 3. 50. 4. 54 và đủ 4 con. Rồi vị trí nhân thứ 4 dòng loại 550. 550 và đúng dòng loại. 54. 54 giờ kêu và có 1. 49. 49 và có 2. 20. 20 và có 3. 12. 12 đủ 4 con. Dạ bây giờ cho em hỏi như vậy nè, mình có một cái phong bao lì xì là 2.600.000 đồng. Bây giờ mình chia cho 4 thì mỗi một người nhận qua cho em là 150, còn 2 triệu thì em lấy. Còn không thì mình sẽ quay. Đâu em lấy. Sao nó chưa khô quá vậy? Chưa khô cũng vậy. Thôi bây giờ mình chia đều nha. Dạ mình sẽ chia cái phong bao lì xì ra. Mỗi người sẽ nhận được 650.000 đồng. Xin mời tất cả quý vị khán giả thân yêu vào bên trong nhà mọi người của mình. À gấu. Dạ mỗi một người sẽ nhận thêm một con gấu bông nữa nha. Số riêng 4 của chú Nhân ạ. Dạ tụi em bất cẩn. Số riêng mọi người. Rồi.